Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là lọ thuốc, đây là một sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công hút dạ, thủ cắt vào rán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào, mình sẽ cắt rán lọ thuốc các bạn. Giờ CD của mình nhé. Vậy là mình đã vẽ xong mình nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ lấy giấy màu cam in các bạn à. Ngày giờ rồi giờ mình sẽ dán nhé các bạn nhé. Thì anh kiểu ăn bịa đi. Ờ đấy, đặc sản ở trên đấy đấy. Ngon luôn đấy. Ngon luôn. Các bạn nhé, giờ mình sẽ in nhé các bạn. Nhưng mà con nó ví dụ cái con nào như con dê nó ăn ví dụ ăn cái bịa dê nhá, con dê thì nó ăn được lá ngón, ăn lá ngón nó không dê đâu, nhưng sau người ăn bằng lá dê đâu, cái điều sau người ăn bằng lá dê con dê cũng tập trung là lá ngón thì là ăn đó, cái sau cái quả trong đấy là giờ mình sẽ vẽ nha. Giờ mình sẽ cắt các bạn. Vậy là mình đã cắt xong. Gì còn mày ăn được làm nào tự tạo luôn. Là bạn cho phút làm dày anh cũng đau đớn. Giờ mình sẽ cắt nha các bạn nha, cắt lọ thuốc các bạn à. Tí lại đớp chuyện thôi. Đấy. Thằng nào bây giờ cái cửa này 9 phút rồi. Anh già, cái mồm anh già anh không nói chuyện được. Anh nói nhiều gì hết đấy. Được, nói từ nãy giờ. Là ghét mẹ đó. Là sao mà mẹ mày lôi từ mẹ. Cậu bắt gì không lấy lại đi. Có nhiều cái trên điện thoại đâu. Em biết là kêu nên là nó nhiều. Đấy là tại doanh lâu không gặp nên anh nói nhiều không. Nói là mẹ của mình là cố gắng 4 phút như vậy. Thời lúc mình nói các bạn kết thúc video đây là 5 phút rồi đấy. Nhưng mà vừa 5 phút rồi là 4 phút đấy.
Vậy là mình đã vẽ xong, cắt dán xong lọ thuốc nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ vẽ cho tên sản phẩm. Các bạn thấy cắt dán mình cắt dán đẹp hay, cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.